Xin kính chào anh chị khách hàng. Video này Giang xin chia sẻ với anh chị khách hàng về thông tin chủ đầu tư An Gia. Thì chủ đầu tư An Gia là bắt đầu phát triển từ năm 2006. Họ là một chủ đầu tư chuyên về phát triển bất động sản trong dòng căn hộ trung cấp vừa túi tiền với những tính năng và chất lượng vượt trội so với cùng phân khúc anh chị khách hàng nhé. Thì những dự án mà chủ đầu tư An Gia đã phát triển thì Giang sẽ xin điểm qua một vài dự án để anh chị khách hàng tham khảo. Những dự án bàn giao nhà cho khách hàng rồi đó là dự án The Garden ở quận Tân Phú. Một cái dự án tiếp theo là The Star ở quận Bình Tân. Và An Gia Riverside, An Gia Skyline, rồi River Panorama đã bàn giao nhà cho khách hàng ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ là 89 Hoàng Quốc Việt, khu La Casa, quận 7. Và một dự án sắp bàn giao vào tháng 6 2021 tới đây đó là dự án Sky 89. Sky 89 là một trong những dự án làm nên tên tuổi của chủ đầu tư An Gia với chất lượng vô cùng vượt trội và những tiện ích rất là cao cấp. Nếu anh chị khách hàng nào muốn quan tâm đến dự án Sky 89 và tìm hiểu và sở hữu ngay thì hãy liên hệ ngay với Giang. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ anh chị chọn cho mình một căn ưng ý tại dự án Sky 89. Và Giang xin chia sẻ thêm một vài dự án mà An Gia đã phát triển. Tiếp theo đó là một dự án Đời Sống ở Vũng Tàu. Đời Sống ở Vũng Tàu là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng đầu tiên được An Gia phát triển và đưa đến khách hàng vào năm 2019. Và 2020 thì chủ đầu tư An Gia tiếp tục giới thiệu đến anh chị khách hàng một cái dự án ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đó là dự án Westgate. Mặc dù trong thời điểm Covid hoành hành nhưng mà dự án Westgate đưa ra 100% những cái căn đưa ra thị trường là được đa phần những nhà đầu tư đón nhận rất là nồng nhiệt đó. Và sau đó là chủ đầu tư An Gia phát triển một cái dòng nhà phố biệt lập đầu tiên tại Tân Nguyên, Bình Dương. Và khi mà đưa những cái sản phẩm đó ra là rất là nhiều anh chị khách hàng ở ngay khu vực gần khu vực đó và đón nhận, và ngay cả những nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh đón nhận rất là nồng nhiệt và để chọn cho mình những cái căn nhà phố ưng ý tại The Standard, rất là nhiều tiện ích cao cấp. Thì tất cả những cái dự án An Gia phát triển sau đều được hoàn thiện rất là nhiều tiện ích. Chính vì vậy, nhà đầu tư và những khách hàng muốn mua ở, họ rất là dễ dàng lựa chọn cho mình một căn ưng ý tại tất cả những dự án mà An Gia đã phát triển. Vâng, sắp tới đây thì chủ đầu tư An Gia tiếp tục mở thêm một cái tháp cuối cùng của dự án Westgate. Đó là tháp C, hay còn gọi là tháp thêm. Anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay tháp thêm tại dự án Westgate, vui lòng liên hệ ngay với Giang, và Giang và chuyên viên tư vấn của chủ đầu tư An Gia sẽ hỗ trợ cho anh chị khách hàng chọn được căn ưng ý. Vâng, Giang xin dừng video đây. Và anh chị khách hàng nào muốn tìm hiểu về những cái thông tin về chủ đầu tư An Gia và tìm hiểu những dự án An Gia thì có thể gặp Giang tại địa chỉ 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7. Thì tại đây thì có nhà mẫu và sao bàn những dự án An Gia đã phát triển đặt tại đây. Anh chị có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin chi tiết hơn. Hẹn gặp lại anh chị tại 89 Hoàng Quốc Việt. Xin chào anh chị.